gửi cộng đồng mạng mến yêu. Kính gửi các con vui đức chính nghĩa. Cô có đôi lời bức xúc vì lên kinh của Huỳnh Đức. Có cái người đó nói như thế này, cô bức xúc về thương cho cháu Linh. Là lên nói là cháu Linh đó, thằng Tứ nó nói là cháu Linh đó. Tại sao nó tạo cháu Linh ra mà cháu Linh không binh nó mà lại đi theo người dân mà lại chống đối lại với nó. Cái này á là tôi có ý kiến như thế này. Bị gì thằng Tấn tuy rằng nó tạo con Linh sự thật, chứ không phải là không. Mà điều nó tạo con Linh ra, con Hà mang con Linh 9 tháng 10 ngày mới nở hoa ra, thì con Linh chào đời ra thằng Tấn không ngó tới. Chỉ giao cho bên ngoại con Linh mà nuôi thôi ha. Các anh các chị bên kinh Quỳnh Đức nghe cái lời tôi nói, rồi mới bình luận là phiền trách con Linh. Tại vì con Linh á, là nó nhờ bên ngoại và cậu nuôi nó. Tuy thằng Tấn tạo ra sự thật, dòng máu thằng Tấn sự thật, chứ không ai từ chối. Dù con Hà, nó mần cực khổ, nó gửi tiền nuôi cháu Linh. Chứ không phải mà cháu Linh để mà phụ lòng cha hoặc là phụ lòng mẹ làm con, thì phải hai bên gánh nặng. Mà điều cái này thằng Tấn á, là con người vô trách nhiệm, vô đạo đức, không có lương tâm. Là biết sao mà thằng Tấn nó không có lương tâm không? Tại vì á, nó có vợ đẹp, con ngoan, mà nó không bao giờ nó biết giữ gìn trong cái tâm trí của nó. Nó ham chơi, bài bạc, đá gà, tài xỉu, đàn điếm, nên nó bỏ rơi vợ con nó. Giờ này nó lên thiền trách con Linh là không đúng. Tôi nói là không đúng, là không đúng là như gì? Bây giờ là tôi thấy chỉ nè, tôi đánh một câu gió hỏi. Bây giờ tôi trồng cái cây đó, trồng một cái cây hoa thôi, tôi cũng phải săn sóc, rồi tưới nước, dung phân, nhổ cỏ, bắt sâu, qua nó mới được chỗ bông, mình mới thò tay nhận qua mới được nha. Cái đó là mình có cái công, còn cái này nó chỉ cái công nó tạo ra rồi nó bỏ thôi. Giờ này nó lên phiền trách con nó là phiền trách làm sao? Đó là còn thua cái loài cầm thú nữa. Nha, tôi đánh một cái câu dấu hỏi ra như thế này đó, như con chó đó, con chó đó. Nó đẻ, nó nằm ra, con chó mẹ nó đẻ con nằm ra. Mệt mỏi nằm đó, con chó đực á, con chó cha đó nằm đó, ai thò tay bắt con đó, nó nhịn táp căng. Nha, mà cái lộ thú nó còn như vậy đó, còn nói gì với thằng Tứng á, tao cho mày biết mày đừng có lên trách con mày như vậy là không đúng. Mày không có cái đạo làm người, mày không có tình nghĩa cha con với con Linh. Nếu mày có tình nghĩa cha con với Linh á, thì mày phải lo cho nó, mày chăm sóc nó, mày phải cưng tiêu nựng niệu nó, mày phải hỏi thăm lơm nó, này kia nọ. Nha, còn giờ này mà lên mày phiền trách là mày phiền trách làm sao? Mày phiền trách con Linh làm sao? Mày ra nhớ nói kỹ nha. Vì qua mày nhớ kỹ tao nói á, đặt cái câu dấu hỏi này mày thấy á, như con vợ mày đó. Vì nó tạo con ra, nó sợ con á, không có cha, mà không có mẹ. Nó mới cắn răng nó ở với mày, nha. Chịu đựng để mà cho con có cha và có mẹ. Mày đánh mày đập nó nghe, mày đi cái chỗ nào mày lấy hàng mày cũng đánh nó trơn. Mà thấy vợ mày nó có than thở gì không Tính? Không bao giờ than thở một tiếng nghe. Chỉ là chòm sớm người ta can ra thôi, chứ người ta không bao giờ, nó không bao giờ biết nói cùng ai hết trơn á. Bởi vì quá thương con mà, để mà chịu đựng với chồng để cho con có cha và có mẹ đi ra đời. Người ta khỏi nói rồi, con nhỏ này nó không có cha. Tại vì á, con Hà nó quá khổ đi, vậy mà cũng chưa có vừa bụng mày hả gì vậy Tấn? Mà giờ này mày lên mà mày trách con mày binh bên người dân, ta theo người dân hù qua bên người dân đặng mà phán án tội của mày. Mày có tội chăng đó là lương tâm mày biết nha. Mày có giết vợ mày chăng là lương tâm mày cũng biết, dòng họ mày đều biết hết. Mày lên mày đánh cái câu hỏi cái đạo làm người của mày coi, mày tròn cái đạo làm người mày chưa? Mày chọn cái đời, cuộc đời của mày làm cha, mày tạo con mày ra chưa? Mà giờ này mày lên kinh Quỳnh Đức mày giờ thiền trách con Linh là mày thiền trách cái gì? Hả? Mày thiền trách con mày cái gì? Tại sao mày làm cha mà mày không biết nhục nhã mà mày trở lại thiền trách con mày? Chừng nào mày lo tròn cho con mày á, đàng hoàng tử tế mày, mày mới thiền trách con mày được nha. Còn cái này mày không có lo. Mày lo mày đi đá gà cờ bạc này kia, đàn điếm đỉ điếm này kia nọ, mày lo mày đi mấy vụ đó không à? Chứ mày không bao giờ mày lo tới con mày. Mày bỏ con mày á cho vợ mày, vừa làm mẹ mày vừa làm cha nghe. Không có bên ngoại nó, giờ này mày có được hai đứa con mày không?
Hả, tao hỏi mày á, mày suy nghĩ đi. Mày á không có bên ngoại con Linh đó, là bà già vợ của mày đó, anh vợ mày á. Mày còn được hai đứa con mày trọn vẹn như gì không, Tấn? Hả, tại sao con người của mày độc ác gì mà độc ác? Bữa nay mày lên trên cộng đồng mạng mày nói con mày hùa theo người dân, kêu án mày giết mẹ đó. Mày có giết mẹ nó chăng đó thì mày biết nha. Chứ đằng này không ai kết tội mày trơn, chính con mày kết tội mày đã giết mẹ nó đó, 100% luôn, cho mày biết trước. Bây giờ tao nói cho mày nghe nè, từ ngày sắp tới á, con Linh á, nó kêu mày á, nếu mày còn thương nó, thằng Sơn, mày ra mày đầu thú đi, nó mãi mãi mày là trong trái tim của nó, nghe. Rồi nó đi ra đường, ai có hỏi nó thì nó nói cha con là thằng Tấn, tên Tấn, nghe. Mày nghe cái câu nói của con mày chưa Tấn? Mày đau lòng không Tấn? Mà giờ này mày lên mày phiền trách con mày gì Tấn? Con người của mày á, nghe, kêu bằng vô đầu mà vô vị. Con người của mày độc ác, nghe, độc ác từ kêu bằng á, không còn tưởng tượng nổi nữa. Tao cũng á, trái trời giấy thật, nghe, cho cái vụ án con Hà nó ra đi. Rồi coi mày có giết vợ mày hay là không, nghe. Rồi cái đó đó, rồi á, mày nếu mà sự thật mày giết vợ mày rồi đó, mày ăn năn hối hận cũng không kịp đâu Tấn à. Mày cấp đó đó, con mày không nhìn mày, nghe. Rồi tất cả bên dòng bên họ á, bên vợ mày không ai ngó ngàng gì tới mày hết trơn. Chỉ có cái bên mày thôi, bên mày bị gì cái lộ cầm thú với nhau á, nó mới bình với nhau, nghe. Còn mày lên á, mày độc ác quá à. Mày lên mày nói hồi đó giờ mày không có quánh vợ mày mặt tay nào hết trơn, mày cưng vợ mày lắm. Sao con người mày nói gì cho mày không sợ, mày thục lử mày vô vậy Tấn? Mày quánh con Hà bao nhiêu trận mày biết không? Thằng Vũ á, nó đi nó rước em nó về mày quánh nó á, kêu bằng té xuống dưới lục bình á, nghe. Dân chúng người ta dớt nó lên, rồi thằng Vũ nó ra nó rước em nó về, nó cũng không nó động tới mày, nghe. Rồi mày quánh một trận nữa, rồi em nó thằng Vũ á mới lời can với em Vũ lời can, mày chửi Vũ mày rồi đâm Vũ chết đĩ mẹ ăn Vũ này kia nọ, cho mấy câu đó mày không lên cộng đồng mạng mày nói, mà mày nói phần phải của mày không nhỉ? Cái đó mày phải lên cộng đồng mạng mà nói bây giờ đó tôi có quánh vợ tôi nè, tôi chửi anh vợ tôi nè, tôi đâm anh vợ tôi nè, tôi chửi bà già vợ tôi không đỉ nè. Cho mấy cái đó mày không nói. Nếu con người của mày minh bạch á, mày người quân tử mà, mày đâu sợ ai đâu, mà tại sao mấy câu đó mày không nói ra? Mà mày lên cộng đồng mạng mà nói thằng bãi gì mày? Mày làm như là ở đây dân chúng ta không biết mày, không biết quê hương xứ sở mày đâu hết trơn à. Người ta nắm gõ mày trơn á, mà đều có một cái á, người ta tức con cái á, là mày á, lên mày nói á, là con Linh á hùa theo á, người dân kẻ lạ đặng mà kết án tội mày, nói mày giết mẹ nó. Mày có giết không thì mày biết nghe Tính, lương tâm mày hiểu nha. Tại vì con người của mày á nha, còn thua cái loại cầm thú, cái loại cầm thú mà nó còn biết thương con nữa. Cho mày biết còn mày thua cái loại cầm thú nữa, tao nói cho mày biết vậy đó. Con người của mày đâu có luôn đường đạo đức. Con người của mày nhìn cái mặt của mày ấy, mấy cái người định đợ mày thì nói thương mày, chứ nông dân mất dạy rồi nói thương mày, chứ tao nhìn cái mặt mày đó, tao nói không phải nói với người cũng ra người, mà quỷ không ra quỷ, mà ma cũng không ra ma, mà không biết ra con gì nữa nha. Bữa nay lên tao nói cho mày biết, nếu mày thương con mày ra mày xuống tội đi, rồi mày cái đó mày mới gọi là thương con mày. Còn bây giờ mày chưa có ra gì cho mày giết mẹ nó, rồi giờ mày lên mày nói mày phiền trách con mày nữa. Mày lên mày nói mấy câu đó lên cộng đồng mạng, để con Đức mày nói mấy câu đó mày nhắm mày nghe được không? Mày đàn ông á, ăn chắc mặt dày, nói đâu ra đó, nghe. Mình không sợ ai, cái đó mình đúng là đàn ông. Còn này cái váy của mày sao mày không nói, mà mày đi nói cái thải của mày. Rồi bây giờ trở là mày phiền trách con Linh, là phiền trách làm sao? Con Linh nó đã quá khổ rồi, mày thấy con mày á, mất vòng tay của mẹ là nó khổ với sợ dữ lắm rồi. Mày thấy hai chị em nó nói mày nghe mày đau lòng không Tính? Bằng đêm hai chị em nó gục mặt khóc mà không dám cho bà ngoại nó hay, sợ bà ngoại nó hay, bà ngoại nó đau. Mày thấy không, con nít á, mà con mày nó còn lên nói câu đó đó. Còn đối gì với mày á, mày á, mày thua cái gót giò cùng Sơn với con Linh đó. Cho mày biết, mày thua cái gót giò của con mày á, cùng Sơn với con Linh đó. Cái đạo đồng người của mày á, bên cả dòng cả họ mày luôn, còn thua cái gót giò của con Linh với con Sơn đó. Nó con nít mà lên nói vậy đó. Còn bên cả dòng cả họ mày luôn, mà có ai nói được như Linh với Sơn không? Nó còn nhớ nít tôi đâu có ai chúi liễu gì nó. Con nít có sao nói vậy à? Không ai dạy nó hết trơn á. Nha, thôi bữa nay á, tao nói cho mày hiểu, mà mày nằm đi mày suy nghĩ đi.
rồi á mày muốn quay đầu lại là không là quyền của mày nha, chứ mày đừng lên kêu án con mày nữa. Thôi cô có mấy đôi lời vậy thôi, cô nhắn gửi con có việc đăng cái clip này lên cho cộng đồng mạng người ta xem coi thằng Tuấn nó đúng hay là sai, còn cô nói cái nào đúng hay là sai. Nếu cô nói đúng cho cô đúng, mà nếu cô nói sai thì bình luận cho cô chỉnh lời ăn tiếng nói cô lại. Mà vậy đó thôi, cô cảm ơn các con nha, cô chào các con.